đừng đụng vô nghe con. Nóng á. Nóng lắm đó nha. Cảm ơn mẹ. Ăn từ từ, ăn từ từ. Rồi ăn vậy hồi khỏi ăn cơm rồi. Ăn hồi khỏi ăn cơm luôn, ăn từ từ. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm bánh kẹp nha cả nhà. Cái này là cách theo của gia đình mình thôi. Thì nguyên liệu mình chuẩn bị gồm có là 4 khắp bột pancake, 3 muỗng canh bột bắp, 1 khắp bột năng, 1 khắp đường, 2 lon nước cốt dừa nha cả nhà. Và 6 cái quả trứng gà, mình lấy luôn cái lòng trắng luôn. Là mình sử dụng một ít sữa đặc không, sữa đặc nè. Cái này mình muốn cho nhiều cũng được, nhưng nhà mình thì không có thích ăn béo nhiều, thành ra mình cho ít ít chút. Và mình dùng cái màu tạ màu lá dứa nha. Rồi, mình chuẩn bị làm nha cả nhà. Mình sử dụng đường màu vàng nha các nhà. Cả nhà, đường vàng. Cách này thì mình làm nhiều lần ở nhà mình ăn là thấy ngon. Nó cũng không có thiệt là ngọt mà không có thiệt là béo. Nhưng mà tùy theo khẩu vị mình thôi, mình muốn ăn béo ngọt thì mình thêm đường và thêm sữa đặc vô. Đánh trứng. Mình đã thêm vào đây là 1 khắp sữa tươi nha cả nhà. Sữa tươi không đường, có đường gì cũng được. Lúc nãy mình quên bày ra cho cả nhà xem. Rồi cái đường nó tan. Mình cho nước cốt dừa vô. Vậy cho nó đều lên nha cả nhà. Xong mình lấy nữa thì mình cho nó ra qua cái rây. Thì lúc nào bột mình làm mình phải cho qua cái rây á, nó mới mịn cái bột. Mình muốn ngon bột nó mịn là phải cho qua rây thôi, bắt bột. Thì lâu nhất là khâu trộn bột thôi. Rồi mình cho trứng cho. Vậy cho bột và trứng, sữa, đường rồi nó hòa quyện với nhau. Tan ra hết xong mình qua rây, mình quay rây một lần nữa. Mà bắt đầu mình lên mình nướng. Vậy thôi, cái công thức này của nhà mình thì mình thấy nó cũng dễ làm. Chị Mạnh xin cảm ơn. Cả từ từ. Đây là hai. Nhớ thương cầm cho mẹ đi. Cắm muỗng mẹ đi. Cắm muỗng. Đấy nha, cắm lấy nha. Nè, ở đây cho mình hít. Rồi, một muỗng. Đúng rồi đó, giỏi, bỏ vô vậy á. Sao có vậy? Rồi, cầm nữa, cắm muỗng cho mẹ nữa. Muỗng cho mẹ uống. Cầm. Cầm xí rửa tay. Rồi, hương hưởng cơm sữa đặc. Con ngồi xuống đi mẹ. Được mẹ, con đi cho một cái đi mẹ. Ngồi xuống đi con. Được, mẹ đi cho một cái đi mẹ ơi. Dạ, chút xíu mẹ cho. Cái gì đó. Ừ. Mình sử dụng phẩm màu lá dứa này nha cả nhà. Mình cho vào đây một ít. Thì mình cứ là bỏ vào. Mình vậy thì nào tới lên cái màu mình vừa ý thì thôi.
Mùi lá dứa. Tôi cho cầm cho mẹ. Tôi làm cho. Mẹ làm cho chú. Ừ. Ừ. Xong luôn. Màu nó dính đi. Mình làm cái bột nó sạch sạch vậy là được ha. Nó không lỏng mà cũng không đặc quá. Mẹ, mình cho cầm thử thôi. Màu lá dứa thì tùy theo mình. Mà mẹ, mẹ. Màu cỡ này là nó được. Mẹ, chú cho làm đó. Dạ. Nó không được là cũng buồn lắm. Dạ. Trong chỗ này, ừ, mẹ con ngủ đi kìa. Mình cho ngay là bột của mình lại. Sau khi mình đã rây qua hai lần nó mịn đây nè cả nhà. Cái bột mà mình lần với liều lượng thì nó không đặc mà nó không lỏng, nó sạch sạch vậy được hết cả nha. Nó mịn bột rồi nè. Thì mình làm cái này thì bắt buộc mình phải rây bột nó mịn, bánh nó mới thơm. Giờ mình đã chuẩn bị sẵn hai cái lò. Một cái lò nướng lớn, một cái lò nướng nhỏ. Mình đang xài cái loại này nè cả nhà, Warinco. Cái loại này là cái máy nướng bánh kẹp lớn, cái máy bánh kẹp nướng nhỏ. Mình order hôm hổm lễ á, thì để dành cho con gái nó nướng. Giờ trước khi mình làm mình qua lên cho cái máy của mình nó nóng lên. Giờ mình thay dầu luôn. Không bánh. Đây à, mình luôn cẩn thận cả nha. Ít thì nó bị thiếu, nhiều thì nó sẽ bị trào ra. Dính rồi. Wow, ngon quá. Vàng ôm. Cái này mà khi cái lò nó kêu một cái tiếp thì mình để khoảng 1 phút nữa nha cả nhà, tầm khoảng 30 giây đến 1 phút nữa thì cái bánh mình nó sẽ giòn. Ngon nè. Cái này mình làm lủng hết lỗ rồi. Nó sẽ giòn, còn nó kêu một cái tiếp mà mình mở ra liền á thì cái bánh mình nó chưa có được giòn. Giờ mà mình bỏ nó ra cốc cốc luôn. Chè có mùi tôm. Thử coi ngon không, nói cho cô chú biết coi. Bánh ba mẹ làm ngon không? Bánh ba mẹ làm ngon. Ừ, ăn sao nó có mùi gì? Có mùi trước. Ừ, ngầy quá. Anh bảo ăn có mùi gì? À, hai em nhỏ nhà mình thích ăn lắm nè. Có mùi trước luôn. Sau khi nó kêu cái tiếng tiếp tiếp về mình để khoảng 1 phút nữa cả nhà thì cái bánh mình nó giòn. Ngon quá. Ngon quá hả? Ăn cái miệng xấu quá. Ăn cái. Mày xeo đây mẹ cho. Mẹ con cầm luôn đi. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ.
ăn từ từ, ăn từ từ. Rồi ăn nhiều hồi khỏi ăn cơm rồi. Đó, ăn hồi khỏi ăn cơm luôn, ăn từ từ. Cho bảo quảng cáo bánh được đó. Rồi bắt đầu mình dở lên nha. Wow, ngon quá, đừng đụng vô nghe con. Nóng á. Nóng lắm đó nha. Thấy chưa, cho bảo cầm nè. Cẩn thận nha con. Cái này là rồi con khoe với con chú đi, bánh ba mẹ con làm vừa nóng hổi ngon lắm. À, thành quả của mình đã xong rồi nè cả nhà. Đấy là cái món bánh kẹp của mình đã hoàn thành rồi nè. Thì theo Phượng thấy thì cái bánh lớn á, mình nướng nó cũng giòn ngon lắm. Nhưng mà cái bánh nhỏ thì mình để nó thời gian nướng nó hơi lâu chút xíu nó cũng giòn. Nếu mà ai thích ăn mềm, mấy đứa nhỏ mình nãy nó ăn mềm á, thì mình để mình lấy ra sớm. Còn nếu mà mình thích ăn giòn thì mình để hơi lâu một chút thì cái bánh nó sẽ giòn. Nè, bánh nó cũng giòn ngon lắm. Và tụi nhỏ thì nó thích ăn mềm mềm dẻo dẻo đó. Nãy nướng hai cái đầu kia hai chị em ăn hết rồi. Cái này như vậy là nó mềm nè. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video clip của gia đình mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video clip lần sau. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Nếu cả nhà thích video của mình hãy cho mình một like và một lời bình luận để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.